Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game Star Wars Battlefront như mà mình đã nói. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Và hôm qua mình đã hứa với các bạn là mình sẽ chơi được game multiplayer. Hôm qua mình vừa mới chơi phần mission và chơi phần survival single player. Hôm nay mình sẽ chuyển sang chơi multiplayer và như các bạn đã biết là đây là cái phần chính của tựa game rồi, nó rất là hay rồi. Nó sẽ giống như một tựa game Battlefield chính nghĩa luôn. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ chơi phần Walker Assault. Không, để mình chơi thử cái Drop Zone trước đi rồi ngày mai mình sẽ chuyển sang chơi Walker Assault. Ok. Thì theo mình biết là Walker Assault thì mỗi bên là 8 đứa. Là tức là hai bên là 16 đứa. Mà cái team này khá là ít thì cho nên mình tìm đổi phòng đi. Và có lẽ như có khá là nhiều bạn bè của mình đã từng chơi từ ngày rồi. Cái multiplayer này nó sẽ về cái drop zone này nó sẽ nói về vấn đề là hai bên nó sẽ có một cái boss. Cái boss là một cái thùng mà nó rơi từ trên cao xuống. Như trong phần survival hôm qua các bạn đã coi. Thì nhiệm vụ của mình đó là phải đi chiếm cái boss đó và làm sao để chiếm càng lâu càng tốt, giống như bên Conquest, bên Battlefield 4 vậy. Game sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sắp rồi. Đó, bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu rồi. Thì nó mở càng team nào chiếm càng nhiều thì càng mau thắng thôi. Hình như là của mình, theo mình thấy là có phải 4 cái là sẽ thắng. Đây, Drop Zone. Escapes, boss are crashing down the planet. Những cái boss đó nó rớt xuống trái đất. Hay là, này không biết có phải trái đất hay là cái gì nữa. Mà là tại vì mình cũng chưa coi Star Wars. Nhưng mà bên nào chiếm được nhiều cái boss nhất chúng ta sẽ thắng. Và mình mong là team mình sẽ mau thắng hơn. Cái login screen gì khá là ngầu chứ. Và mình cũng đã chơi qua tựa game này được một khoảng. Và mình unlock được khoảng nhiêu đây đồ nghề. Mới đầu vô thì mình chỉ được có mỗi cái Ion Shot thôi. Sau đó mình mua thêm cái Thermal Detonator. Nó giống như là một cái quả bom bom chọi nhanh. Còn nãy mình một cái Sniper Rifle bắn súng ngắm từ xa. Rồi đây như bạn thấy chuẩn bị vô match. Nó cho mình ba nhiệm vụ chính là Activate, là phải kích hoạt cái boss đó để mình chiếm nó, sau đó là phải giữ cái boss đó làm sao càng lâu càng tốt. Và bên nào chiếm ngược lại và chiếm lâu hơn sẽ thắng, chỉ chiếm nhiều hơn á, tức là chiếm nhiều hơn á. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta không mở cái súng này thôi. Thật ra ngoài ra mình cũng không có súng nào khác. Đây, hồi sinh. Game này có hai chế độ, góc nhìn thứ nhất với góc nhìn thứ ba. Và tại vì mình quen bắn góc nhìn thứ nhất rồi. Ôi nó nắp ghê thiệt chứ. Để mình thử chỉnh góc nhìn thứ nha, hai cho các bạn coi. Góc nhìn thứ ba chứ. Ok. Nếu không nhầm thì đây là góc nhìn thứ ba ở đây. Góc nhìn thứ ba các bạn khó bắn hơn so với góc nhìn thứ nhất. Và nó giống Gata hơn. Đúng rồi, thì mình thấy là nó giống Gata hơn nhiều. Vì để dễ điều khiển mà bắn súng cái kiểu thì mình nghĩ đến các bạn nên để góc nhìn thứ nhất. Rồi, team rồi hết rồi. Team ơi, trời cái gì vậy? Ồ, nó đứng đó mình không thấy luôn. Thiệt tình. Bọn nghe đồng đội rồi. Bọn em, ủa, má, thằng đồng đội bắn rồi. Dưới đồ thằng, đi dưới đồ thằng hay quá. Azumaki Anbu. Má Nhật Bản. Để mình chỉ các bạn một câu Nhật Bản nè. Nghĩa kawaii desu ne. Nó đùi thôi chứ mình cũng không rõ nữa. Ý là mình nói là mình bản thân kawaii mà. Nhưng mà câu này mình học được của đứa bạn của mình. Nhưng mà sắp tới FPT á, theo trường mình học là mình phải học luôn cả tiếng Nhật nữa. Tại ông thầy dạy của mình học dạy tiếng Nhật nhưng mà lại không thèm học tiếng Anh. Năm ra cái kêu bắt học sinh học tiếng Nhật. Vãi đái. Rồi, đi ngay phải không? Bắn vậy mày không chết. Ồ mới chết rồi kìa. Má cả hai cùng chết luôn. Đâu. Cố lên team ơi, chúng phải thắng. Nó chiếm được một cái rồi. Cái này nó không có chức năng chạy unlimited stream. Chạy đồng hồ cái nó lại hết. Phải
thì bắt đầu thật bên kia thằng bạn chứ không phải mình. Chạy nó bắn ra quá, máu gần hết rồi, chết đi. Đúng rồi, hay quá, tí nó bắn luôn thằng em mày cũng đâu có tới, nó tệ gì đâu mà sao tụi nó bắn ghê quá. Ồ bắn này còn trăm giọt luôn mới ghê chứ. chờ phải cẩn thận hơn. Ủa bắn gì không chết, what the fuck, thằng bom nè không chết luôn. Ê boss captured, bắt được một cái rồi. Chúng ta đang hòa. Đồng đội ăn hôi nhanh vờ lờ luôn, trong khi mình bắn quá trời bắn luôn. Xong lên anh em, mình như power jar nè, mình cũng không rõ jar là dùng để làm cái gì, nhưng mà cứ ăn đi, có lẽ là nó sẽ giúp được mình được ha, giúp được cái gì hay đấy. Nhìn như mình có thấy một cái. Ô mấy chỗ đại chúng nó kìa. Ê chết mẹ, bắn nhầm rồi, mình bấm nhầm cái nó bắn luôn rồi. Đó, mất viên đạn. Không, nó hồi lại rồi. Cái này hồi lại khá là nhanh, cộng thêm đạn. Nghĩ sao vậy em? Tại sao vậy? Mẹ thanh niên bắn ngốc lốc rồi vậy. Còn 5 phút mấy phải hồi sinh lại lẹ, bắn lại lẹ và chiếm lại lẹ. Cầm súng nhớ rõ nè. Nghề của anh. Đó. Đếm hay gì hết. Đâu rồi, mấy đứa đâu rồi. Lên. Đây, có hai thành niên này, chúng ta phải chiếm cái chiếm cho đó. Rồi, không thấy gì hết luôn. Chiếm đấy, má đồng đội. Rồi, má bị tôi nó chiếm rồi. Đà, phải lựa. Bom này mấy đứa, ăn đi. Bả thanh niên. Này thì chó. Đâu đi chợ bông qua đây. Ôi. Qua mình chợ bông hay vải. Chợ phát chúng mình luôn. Mấy cái góc nhìn thứ ba nhìn khá là khó, cho nên mỗi lần mình chợ bom cái mình lại chợ nhầm. Chợ chúng bản thân cái kiểu như là góc nhìn thứ ba nhưng mà mình không cái hướng của nó mình không rõ. Bom nè, trúng nè. Ôi, mấy đồng đội bắn lẹ đi chứ. Đâu rồi. Đâu hết rồi. Tôi sẽ bắn thằng nào chạy ra chiếm. Ôi, mấy bắn hụt, mấy đấy. Ôi, mấy bắn gì mà không chết. Nó thường là nó chậm mấy cây rất là OB. Cho nên nhiều lúc mình bắn không lại thì chứ. Ngoài ra cái game này có khá là hay là không cần nạp đạn. Đúng là đúng nghĩa Star Wars luôn. Bắn không cần... nó thân đi. What the fuck. Mấy thân đi này từ đâu dơ xuống rồi, phải đáng thật. Ôi, gì ghê vậy. Critical Assist Skill. Mình đang cái gì mà toàn bắn toàn Assist Skill không gì trời. Rồi lên súng nhắm ra bắn. Nổ đi. No. Còn 100 giọt luôn mấy ác, trời. Bắn vậy mà không chết. Thật là OB quá đi thôi. Nhiều lúc mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà tụi này nó ảo quá. Đây. Ơi, bậy. Chạy mất tiêu rồi. Rồi, mấy thanh niên rồi. Thanh niên đâu? 360 no scope. Rồi, mất thêm cái nữa, rồi, thấy thua rồi đó. Sao toàn mình vô team tour không vậy? Hết Counter Strike rồi, qua cái này cũng sắp được toàn má team tour thua. À, phải đái. Không bom đi mấy đứa. Yeah, cuối cùng cũng chết đồ thằng cũng bị giết luôn. Mà nó bóc lóp luôn mới ghê chứ trời.
Ồ cái gì ghê vậy? Ồ cái gì ghê vậy? Con gì mà không hụt sao? Oh, kill shit, kill shit, kill shit. Tụi nó chết thôi rồi. Xong rồi đi, chiếm lại đi. Ơi. Trời ơi, nó bắn gì bắn ráng rồi cũng trúng rồi sao? Thật là điều phi lý. Yeah, thằng ké ăn hồi được một thằng. Tụi nó đâu hết rồi ta? Đây, xem thằng. Má bắn nó gần chết luôn. Trời ơi. Sự thiết nghĩ về game này đối với tụi mình khá là khó. Tụi nó bắn thì bắn quá OP, còn mình thì bắn quá gà. Đây, chiếm cái này cái này. Má, assist kill really. Trời thôi. Như đồ thằng nữa. Ồ, mình cũng đứng hạng gì á? Cái 9 với 14. Cái điều fit quá dữ rồi. Thằng bên kia dí tới 24 nữa luôn. Bye bye. Fit nhiều quá. Thằng kia nó chiếm một lần hai cái danh hiệu luôn. Ghê thật. Đã mấy thanh niên thật. Chừng nào mới lên. Đây sắp lên rồi, là bắn thêm hàng rồi, dán nó lên rồi. Star Wars Battlefront. Thank you for playing the beta of Star Wars Battlefront. Thiết nghĩ là mình không biết có nên livestream tại game này hay không, nhưng mà quay 60 FPS nó sẽ hợp hơn. Với lại cái tựa game này cũng giống như Call of Duty Black Ops 3 vậy đó. Cho nên mình sẽ ưu tiên dùng quay cái này hơn là dùng cái kia. Thử cái này coi, mua cái này coi. Oh yes. Súng đéo nhìn tục thiệt chứ. Thử cái này coi, equip. Surprise mother. Cái này mình chỉnh không được nha, cái appearance hình dáng á mình chỉnh không được. Vô mấy đứa. Hang on. Ủa mấy cái này nhìn bắn cũng ghê chứ. Vừa mới nhìn tứ mình cái này nó không cho nhìn bản thân rồi. Kiểu như quay tới đâu, nó quay tới đó luôn. Chơi đi mấy đứa. Cây này được á, bắn ngon á. Bắn ngon á. Ngon, được á. Anh thích cây này. Đây, để có hàng. Có lẽ dùng Touch Person Mode có vẻ nó sẽ hay hơn. Mình sẽ thấy nhiều chỗ hơn. Đây, để có thanh niên móc lớp rồi sao. Móc lớp em. Ở chết mẹ rồi. Kiểu như các bạn né mà các bạn dùng cái third person mode để dùng để xem cái thanh niên này chạy đâu và tìm xem tụi nó chạy tới đâu rồi. Chưa. Đây móc lóc. Móc lóc hay quá. Đây. Ra đây mấy em. Ra đi. Ra. Dạ, bình tĩnh. Sao tụi nó đông quá vậy? Cái này mà sao nó nhỏ xíu mà bắn OB vậy? Mấy công nhận. Lên. Có lúc ngồi không? Ngồi đây. Cam me tụi nó lên. Cam. Rồi. Mấy đâu vậy? Đây, có một em... cam được một đứa. Thêm đứa nữa, quá hay quá. Lâu phải núp lùm, nhưng chú sẽ không thấy mình ở đâu. Chạy nè. Dường sao cũng đi được mấy đứa. Má 5 chích 1 hay vần là. Hay quá, thiết nghĩ mình nên núp lùm và phải tìm một chỗ nào bắn an toàn hơn. Mà tôi đã không thấy, nhưng mà giết được nhiều đứa là cũng hay rồi. Cũng đỡ hơn hồi nãy rồi, nãy fit dữ quá.
bắn thấy mẹ luôn, cũng mới được chín đứa, giờ chưa gì thấy bắn được 5 đứa rồi đó. Đồ quá ghê quá. Hay hay hay, ý tưởng này hay đó. Mấy cái thằng nhìn về. Ôi nó đi. Ôi mấy hai thằng bắn. Giờ cũng nổi vậy nữa. Mình hồi nãy mình cũng dùng cái đó mà nó không mạnh như vậy. Tụi mình mỗi lần vô tay tụi này bắn OBVL. Nhảy chi bạc, chi bạc. Bác bắn kia xong chi bác cái nhẹ coi. Đó, giá chịt bố mày à. Vô vô em ơi, vô vô. Rồi đã bắn được một đứa đó. Chắc mình sẽ gọi mấy thằng nữa. Đi móc lót, đi móc lót đi. Móc lót, móc lót. Chiến dịch móc lót operation. Rồi rồi, đây móc lót, móc lót, móc lót. Giết được một thằng, giết được một thằng hay quá. Kill assist, quá hay team ơi. Chiếm đi, ủa mà sao team mình cứ thua hoài vậy, không có đứa nào chiếm điểm hết vậy. Bậy 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 bậy. Chiếm lại mấy đứa. Thua bây giờ. Thế nghĩa là do bên mình bắn nhiều quá nhưng mà nó lại không biết chiếm điểm cho nên đâm lại lại thua. Thế bố chế. Còn chứ bên mình kiểu như biết bắn, bắn thì cũng được rồi đó nhưng mà lại lại không biết chiếm điểm thì biết chiếm điểm nó sẽ đỡ hơn nhiều. Ở cái nghề mình đang cầm súng nhắm bắn mẹ đi. Rồi chết đi. Ủa bắn gì? Bắn thằng kia chết mà dặn luôn rồi, what the fuck. À, bị bắn rồi. Đó ông nội kia nãy chết đúng bữa luôn. Chết nó phát chết trời bữa mình là. Chiếm điểm mấy đứa ơi, đi chiếm điểm đi, đi chiếm điểm mấy đứa. Thua hết bây giờ. À, ơi, trời ơi, cái gì ghê vậy? Ôi, 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 cái gì ghê vậy? Nhưng mà kiếm được cũng được kêu là xíu đấy chứ. Lạ thì. Khoai, khoai, đây, 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 thằng đi, thằng đi, thằng đi. Hãy bom đi. Ô, thằng kia mém chết. Trời ơi. Ủa sao thằng kia có súng y chang mình vậy? Ờ, chắc bên kia cũng có nhờ. Hai bên đều có. Nó chạy mẹ rồi. Rồi lại thêm nó đi, thêm nó. Thêm nó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tim, đúng rồi, tim. Ăn bom nè, ăn bom nè. Chặn chặn đầu giữa luôn à. Đó, lần này tao chết rồi nghỉ game luôn á. Đó thấy giờ đó đúng rồi mấy em đừng nghĩ game. Ôi hồi máu, ủa có mà phát cái gì hồi máu vậy. Ô mang súng lửa ở lộn súng điện à, súng điện chiêu chiêu chiêu. Ô mà đây 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 bố phát cái má mày chứ chiến, ai cho mày chiến anh chiến đó phải vậy hay không. Ôi mấy cái gì incoming gì orbital strike vậy, tụi kia nó gọi được cả burst nhưng không đâu đi luôn hả. Ngầu thế. Rồi cái đó gọi như thế nào mình cũng không biết nữa. Này là hồi này bị chiếm rồi. Mình chiếm được một cái là hay rồi. Mọi người đâu hết rồi. Đi chiếm điểm đi mấy đứa. Trời ơi. Xong lên, xong lên, xong lên đi. Giữ, giữ kìa. Chiếm được một cái rồi. Vì chúng ta còn 3 phút mấy à. Khoan, khoan, khoan. Nó khoan bây giờ. Nào pha nó ăn bom nè. À, bấm cái rich run bom. Ồ mấy thanh niên núp lưng. Bạn ơi. Thanh niên sống có lỗi ghê á. Trốn đúng kỹ luôn. Không thích nghe mình đi đi đường này. Đi đường kia ghê bảo mẹ. Lại nó bắn nó hiếp dâm nữa. Trời ơi ghê lắm. Đâu rồi tìm đâu hết rồi. Bắn cho đàng hoàng. Chiếm đi, chiếm đi, defend đi, defend đi. Nên đã chết rồi kìa. Tướng mình chạy tục quá. Ai bắn vậy? À đây đây. Ôi trời. Chết rồi cũng dội được quả bom rồi kìa. Kỹ trong Battlefield á, kẻ bạn mà chọi quả bom mà nè, bạn chết giữa chừng lúc bạn chọi bom rồi quả bom coi như chọi cũng như không, tại nó không hiện đam nữa. Hoặc là rocket. Rocket cũng vậy, các bạn vừa bắn một cái mà bạn vừa chết liền luôn á là không tính luôn. Là nó bay nhưng mà nó nổ giữa không trung luôn, nó không tới địch nữa. Thế là cái điều mà mình không thích cho lắm.
Rồi về game này thì đấy, mình nghĩ là chắc là nó cũng ra ná hoặc là mình hơi hoặc là nó khác đi một tí, mình mong là vậy. Cái này nó dễ bây giờ trời nó dễ hết hết năng lượng. Overheat chín đầu đứa rồi, chết 10 kill pistol trick. Ồ hay quá, xong lên mấy đứa ơi, xong lên xong lên, chiếm điểm đi, nó chiếm hết 4 điểm rồi, trời ơi, cái này thua chắc rồi mà quá. Tìm bắn ngu bà lờ. Bây giờ là không muốn chơi tìm đâu, nhưng mà tìm luôn ngu bà lờ. Tìm rồi bắn đi bắn người không vậy, không đi chiếm điểm rồi thì đâu rồi. Bật xuống điện và bắn. Surprise motherfucker. Bắn gì bắn hụt, thanh niên nhờ đâu ra vậy. Hai thanh niên bắn dây vậy. Team nó bắn cũng ghê quá chứ, chúng ta còn có 1:30 giây à. Vượt lên chính mình, vượt lên chính mình. Cái này vượt lên mình niềm tin luôn á, đúng nghĩa bắn lên mình niềm tin luôn á. Hồi đó trong chuyện manga này nọ còn nghe vụ bắn bằng niềm tin, giờ đã thấy sự thật. Bắn thắng bằng niềm tin thiệt. Hết thắng rồi. Mình không kệ. Kinh sao ra. Trời. Cái thằng Dai Chan biết gì bắn ghê quá ta. Thanh niên này đúng có nghĩa là chuẩn bị tinh thần cho game ra mắt. Rồi thôi. Còn dù mình chỉ tới 11 đứa rồi đó mà vẫn thua. Không ít ra lần này càng được hơn nãy, giết được 11 đứa. Nhưng mà mình kích hoạt được một cái nữa. Cũng hay hơn nãy rồi. Lên level 4 luôn. Quá hay, quá đẹp trai. Thế nghĩa là mình lên level 4 mình khá là nhiều tiền, cậu hay mình nên mua cái súng gì đó. Để cải thiện cái khả năng của bản thân. Nếu bạn thân bắn kiểu này thấy không phải tập sớm rồi. Ủa bắn nhiều điểm quá nào mà nó chuyển sang credit á. Nó chuyển cũng 300 mấy à. Tục thế. Để mình coi là sẽ có gì thú vị không. Để nó lót cho đã. Đó, Star Car Hand. Không biết có lót gì mới vậy đó. Ở đây đây đây. Ion Grenade. Massive damage again and joy. Nhưng mà chưa đủ tiền. Mình có 542 điểm tiền rồi, còn nó đòi tới 1.200 rồi. Hết tiền rồi. Ngoài ra thì mình có đâu unlock được gì hơn đâu. Súng thì E11. Ủa đây mình có rồi chứ ta. Ủa. Hình như cái này mình có rồi, mà sao nó lại bắt mình mua nha. Hình như chưa hả. Cái này đang cao hơn luôn mà bắn chậm. Để thử cái này coi. Đù, nhìn ngầu quá. Đù. Nhìn y như mấy súng đồ chơi vậy ba. Tục thiệt. Và mình nghĩ là tới đây là kết thúc rồi các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn cho phần sau. Là mình sẽ quay gì ta. Quay chế độ multiplayer như một cái phần khác là Worker Assault. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Mình mong là các bạn sẽ thích video clip này của mình và chờ đợi cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã xem qua. Ok.